ngày 10 tháng 5, Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Nai xét xử sơ thẩm và tuyên phạt hai bị cáo Vũ Thị Dung 6 năm tù, Nguyễn Thị Ngọc Sương 5 năm tù về tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Theo cáo trạng, từ tháng 8 đến tháng 10 năm 2018, Dung đã tham gia viết tờ rơi truyền đơn rồi bàn bạc với Sương mang 117 tờ rơi, trong đó có 103 tờ có ghi khẩu hiệu nội dung xuyên tạc kích động biểu tình đi giải ở nhiều địa điểm khác nhau trên địa bàn huyện Định Quán.